Trước khi chúng ta trao đổi về bài 4, xin mời các bạn chúng ta cùng ôn lại những gì đã học ở bài 3. Ở bài 3 chúng ta đã trao đổi gây ảnh hưởng trong công việc. Đó chính là gì? Đó chính là chúng ta tạo ra được những cái hành vi phản hồi mong đợi từ phía người khác để đạt được cái mục tiêu công việc của mình. Và đó cũng chính là chúng ta cái khả năng, có được cái khả năng huy động những cái nguồn lực và những thông tin cần thiết để chúng ta thực hiện tốt công việc của mình. Và chúng ta cũng đã nói gây ảnh hưởng vì mục đích lợi ích chung của tổ chức là một hành động cần thiết và chính đáng nếu như nó không thao túng quyền lợi ích cá nhân. Và chúng ta cũng đã trao đổi giao tiếp là một công cụ quan trọng để tạo ra được cái sự thừa nhận từ phía người khác, từ đó có được sức mạnh gây ảnh hưởng. Sau đây, ở bài 4, chúng ta sẽ trao đổi gây ảnh hưởng bằng quyền lực. Thì khi nói tới quyền lực, chúng ta nên hiểu như thế nào về quyền lực? Quyền lực hay là sức mạnh, bản thân nó không mang nghĩa tích cực hay là tiêu cực. Và điều quan trọng nhất là mục đích và cái cách thức. Không có tốt, nó tiêu cực và nó là một cái công cụ thao túng của một số cá nhân. Thưa các bạn, chúng ta hãy dành cho quyền lực một cái nhìn khách quan hơn. Đó là chúng ta sử dụng cái quyền lực vì lợi ích của tổ chức. Khi nhìn nhận, chúng ta hãy nhìn nhận cái khái niệm quyền lực ở một góc độ khách quan, là bản thân quyền lực không tốt cũng không xấu. Cái điều quan trọng là các bạn sử dụng nó và cái cách chúng ta sử dụng nó như thế nào. Nó tích cực hay tiêu cực, nó vì lợi ích tập thể hay vì lợi ích cá nhân. Một người anh sử dụng quyền lực của mình để thuyết phục em trai mình bỏ thuốc lá. Một người quản lý sử dụng quyền lực của mình để thuyết phục cái đội ngũ của mình tăng ca để mà sản xuất những cái đơn hàng mà theo được yêu cầu của khách hàng, thay đổi là phải giao sớm hơn, vân vân. Thì tất cả những cái quyền lực đó được sử dụng vì lợi ích chung của tổ chức thì nó tích cực và nó sẽ giúp cho chúng ta mang lại những lợi ích cho tổ chức như cho bản thân chúng ta. Trong phạm vi quyền lực thì ở phạm vi việc làm, công việc thì chúng ta có hai loại quyền lực. Một cái quyền lực chúng ta gọi là quyền lực đến từ vị trí công việc của chúng ta, và một cái thứ hai đó là quyền lực đến từ bản thân chúng ta. Thì hai cái loại quyền lực này chúng ta sẽ trao đổi ở bài 5 và bài 6. Thứ nhất, hãy nêu lên hai ví dụ về quyền lực mang ý nghĩa tích cực mà bạn thường gặp trong công việc hay cuộc sống gia đình. Thứ hai, hãy nêu lên hai ví dụ về quyền lực có ý nghĩa tiêu cực mà bạn biết được thông qua báo đài, sách vở hay từ kinh nghiệm bản thân mình trong công việc hay đời sống. Chúc các bạn làm bài tập tốt. Thân ái chào các bạn.